nè, cầm rốn đậu đen. Còn con thì đậu trắng một gỗ đầy nè mẹ ơi. Hai ta nè trộn lẫn với nhau để cho mà con tắm lựa ra thấy bà. Rụng lông mà nó kêu mình như chó vậy con. Dạ dạ. Để mấy gắn lại. Gắn lông lại đi má. Chị, thật ra thì nghe là Kinh Thành mệt quá. Trời mệt chết sợ trời ơi, nó nặng cái gì vậy con? Má bây giờ nè, cho bà nói lại cái nè. Thật ra chị có nghe là Kinh Thành đang mở hội hoàng tử cán vợ. Má con thấy cái cấu hình của bà sai á, làm như cái lưỡi của bà tràn hết cái bản họng bà hay sao á. Bà nói chuyện mà nó điệu quá, nó điệu quá rồi ăn cái gì mày ngậm trong họng em phun ra đi rồi điệu rồi nói không được. Không phải như vậy. Con chỉ muốn hỏi là nếu như Kinh Thành có hội thì con có được đi chăng hay không nhỉ hả mẹ? Không. Ôi má hay quá, má biết đó là câu hỏi luôn á hả? Ừ. Hay chăng không nhỉ hả? Má không cho ăn lại là làm tới khuya luôn đó. À. Má sợ đứt hơi nó chết, nó chết ai lựa đậu cho mình? Dạ. Con chỉ muốn hỏi tại sao con không thể dự hội dạy hả mẹ nhỉ? Con hỏi nữa đó con. Dạ, bây giờ mình trả lời sao mẹ? Trả lời là con trả con mà nói chuyện cái kiểu đó. Thì tới bao giờ mà con đi tới được cung đình? Nhưng thật sự trong lòng con rất muốn đi tới cung đình. Bây giờ mẹ lỡ múa hát đó phục vụ con á, lỡ trộn hai loại đậu rồi bây giờ con lựa ra hai cái rổ đó, một bên màu đen một bên màu trắng, con lựa ra cho mẹ. Dạ đúng rồi đó, lựa đi cưng. Nhưng em à mẹ ơi, ôi lỡ tay ghê mẹ ha. Con thiết nghĩ rằng nếu như ta đã lỡ tay trộn đậu với nhau rồi, hay là con nấu xôi thập cẩm cho mẹ và em ăn được chăng nhỉ hả? Sáng tạo đã đều mà còn bày đặt sáng tạo. Mẹ không muốn ăn xôi thập cẩm con nhỉ hả? Lựa ra cho ta ở đó mà thập cẩm hả? Đen ra đen mà trắng ra trắng. Nhưng mà mẹ con thấy bao nhiêu đó là ít so với chị á, bao nhiêu đó chỉ lựa một chút xíu là xong mà. Nhưng mà mẹ ơi, đậu như thế này biết đến bao giờ con mới lựa ra hết? Ê nhỏ này hả? Nó vừa làm công chuyện á, còn nó vừa ơi, coi phim cô dâu 8 tuổi hay sao á. Cái chế độ của nó chậm dễ sợ chậm luôn á. Đúng rồi. Nè con đừng có buồn, con cứ ngồi lựa đi theo cái tốc độ mà lựa điệu mà màu trắng nè màu đen của con á thì dạ, qua tới ngày hôm sau con cũng chưa xong nữa. Cái mẹ với em đi hội về rồi cái như ngủ tới 12 giờ trưa dậy con cũng chưa lựa xong. Không thể như vậy mẹ ơi, con phải làm vậy hả mẹ chăng nhỉ? Mẹ hả? Mẹ ơi trời ơi, làm sao lựa hết đám đậu này? Trời ơi, hay quá em ơi. Trời ơi, em nghĩ là coi trong đó mà anh khóc nãy giờ luôn. Hay quá không chị? Mấy đứa ra cái hợp đồng luôn mấy đứa ơi. Dạ. Kiếm động anh, kiếm động anh. Kiếm động luôn làm phim hay quá. Anh ơi kiếm động anh. Dạ ký. Vui vẻ sợ kiếm động anh. Ờ chạy kiếm không chị? Ký mà ký. Trời ơi, không có ký gì hết trơn á. Ủa sao vậy? Thiệt á, tôi coi tôi cũng xúc động nhưng mà hả? Bà tắm lại bà điểu quá vậy? Hết rồi chị ơi, ở ngoài nó sao vô đâu vậy chị ơi? Anh phải làm cái gì nó khác biệt chút xíu. Quá nhiều khác rồi, trời ơi, em đi giải phẫu mẹ còn được chưa? Trời ơi. Tắm là phải đáng thương vậy là khán giả mới thích. Trời chị, không có được. Bây giờ anh phải làm gì khác biệt lên. Tự nhiên hả, lúc nào mẹ con cám cũng bị ăn hiếp tắm hết vậy. Trời ơi chị, em cám. Rồi. Em được phong là ngọc nữ đâu mà. Mấy đứa ơi, còn đứa nào phụ trong kia mấy đứa ơi. Rồi, anh làm cái gì khác đi. Rồi, muốn khác là có khác luôn.
Ví dụ như tắm dùng lên, dùng lên, mẻ lên. Thích phụ nữ dùng lên đúng không? Đúng rồi. Rồi phiên bản 2 tắm dùng lên. Dùng đi con, dùng đi con. Dùng lên, dùng lên. Tay ta nè, một hộp đậu đen. Còn con thì đậu trắng. Lỡ hoài mẹ ơi. Hai ta nè, lỡ thấy bà luôn. Mà sao mà con tắm không nhớ trời. Trời ơi, trời ơi. Lỡ cái gì mà lâu ơi là lâu. Con ơi con à, nó kêu rồi con, nó kêu lại đi con, lại cho vui. Lỡ cái rổ đậu từ sáng tới giờ chưa xong mà mệt, ăn cốc mà chua mà mệt mỏi, lấy miếng nước ơi. Trời ơi, con vui dễ sợ luôn vậy á, lo ngồi vũ móng tay không à. Lấy cốc cho chị đâu. Chị tắm ăn chua. Hồi sáng tới giờ là mới biết con làm nhiều việc lắm á, con bận lắm luôn á, con phải múc nước giếng con đổ ra xong hết rồi đó. Vậy múc nước giếng đổ ra xong. Mày làm trái cái quân thường đạo lý vậy, múc nước giếng đổ ra xong kia vậy con? Không, tại vì con rảnh quá mà. Tại vì là sáng sớm là con đã thức dậy, con làm hết công việc nhà nè. Con giặt đồ cho chị nè, con tắm chó cho chị nè, con chải lông cho chị nè. Cái gì vậy? Cái gì vậy? À, không, con chải lông gà cho chị à. Xong rồi cái con vũa móng heo cho chị nữa. Cái gì? Rồi xong cái con rảnh quá, con không biết chuyện gì làm nữa, cho nên con múc nước giếng con đổ ra xong. Trời ơi, con rảnh rỗi quá, gì xin lỗi con. Bởi vì con bực hoài là vậy đó gì. Rồi gì uống luôn đi gì ơi. Có tại gắn lông quá nó nhột lỗ mũi. Trời đất ơi, bởi vậy á thì có bực bội người quá đây. Con cho dì lấy cái lông chứ nha con. Múa quá nó rụng. Cho dì ngồi rụng nữa à, có bao nhiêu rụng hết trơn à. Buồn. Khát nước quá. Dạ nước nè con, nước nè. Cái ôi dì ơi, dì để, con, để con lấy cho chị. Để mẹ lấy lập công để con. Để con lấy, mà để con lập công. Để con lấy. Để con lấy. Mẹ kỳ quá, mẹ kỳ quá. Mẹ kỳ quá hả? Mẹ đi mà con. Mẹ lập công với chị đi mà con. Để chị